Có tư thế nào giúp chiến đấu được một tiếng không hả Dung? Thông thường thì có nhiều người chỉ cho các anh rằng là phải quan hệ ở tư thế truyền thống thì sẽ quan hệ được lâu. Nhưng mà thử hỏi là đã có bao nhiêu người áp dụng và đã thành công? Nếu như thực sự muốn tăng thời gian chiến đấu thì các anh cần phải làm ở tư thế mà khiến cho cậu nhỏ, thứ nhất là cương cứng nhiều nhất. Chọn một tư thế như thế nào để lưu lượng máu bơm xuống cậu nhỏ được nhiều nhất, để cậu nhỏ có thể cương cứng lâu nhất, từ đấy các anh mới có thể quan hệ được lâu. Và số 2 đó là phải làm chủ được cuộc chơi, phải chọn một tư thế mà ở đấy các anh có thể làm chủ động được, không được phép để bạn tình chủ động. Nếu không thì các anh sẽ bị mất kiểm soát và từ đó sẽ bị ra nhanh. Và hai yếu tố quan trọng trên sẽ được gói gọn trong một tư thế, đó chính là tư thế doggy. Khi mà các anh làm ở tư thế này thì áp dụng đúng kỹ thuật, điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm và độ nông sâu thì sẽ giúp cho các anh tăng được thời gian của mình. Nhưng mà phải đúng kỹ thuật nhé, bởi vì đa phần các anh áp dụng tư thế doggy đều bị ra sớm bởi vì quá hưng phấn và không điều khiển được tốc độ cũng như là độ nông sâu. Cùng một tư thế nhưng có thể cho ra hai kết quả khác nhau. Quan trọng là kỹ thuật của các anh phải đúng nhé. Còn các anh mà muốn kiểm soát thời gian lâu để áp dụng bất cứ tư thế nào cũng không sợ bị cướp cò sớm thì hãy trải nghiệm ngay cao a quang của bên nhà em Dung, giúp tăng thời gian lên 20-40 phút mà không cần phải kiềm chế các anh nhé.